kết thúc vụ thu hoạch sầu riêng, các nhà vườn bắt đầu vụ mới bằng việc rửa vườn và phục hồi vườn cây sau thu hoạch. Rửa vườn sau khi thu hoạch nhằm giúp loại bỏ các loại vi khuẩn, nấm mốc và các bệnh dịch có thể lây lan từ trái cây đã thu hoạch sang cây sầu riêng còn lại hoặc sang các cây trồng khác trong vườn. Bệnh dịch có thể làm suy yếu sức khỏe của cây và gây giảm năng suất. Vì vậy, việc rửa vườn sẽ ngăn chặn sự lan truyền của bệnh và duy trì sức khỏe cho các cây. Nên nhiều nông dân rất cẩn trọng khi lựa chọn các sản phẩm để thực hiện rửa vườn và phòng bệnh cho cây trồng. Sau khi mà thu hoạch xong thì gia đình tôi đa số là dùng chả mía ống này để phục hồi những nấm bệnh rong rêu trong cây. Thì nó sản phẩm này thì nó rất tốt và nó rất phục hồi cây rất nhanh. Đó, gia đình tôi thường thường thì sử dụng cái loại này. Cái này tôi rất hài lòng vì hồi xưa tôi đã sử dụng qua những cái khác rồi. Giờ bây giờ sầu riêng thì nó rất là đạt hiệu quả. Cùng với việc rửa vườn thì bà con nông dân còn kết hợp các sản phẩm phòng trị tuyến trùng gây thối rễ, dẫn đến cây sầu riêng bị suy yếu, giảm năng suất và thậm chí là bị chết cây. Muốn đi độc mạnh thì tôi thường xài cái loại mà amino đề phan này, blue này thì cây rất phát triển và độc rất là đi độc rất nhanh. Cái sản phẩm chăm bi ông thì nó khác với những sản phẩm có mặt trên thị trường khác, tại vì nó là ở dạng DAB. Thì dạng DAB là cái dạng hạt nhỏ, thì khoảng 0.17 micro, thì nó nhỏ hơn những dạng trên thị trường là dạng sữa, ví dụ SC hay dạng bột WB. Thì dạng DAB thì có thể là kết hợp được với dễ kết hợp với tất cả các loại thuốc và phân bón lá, thì nó rất là dễ phối trộn. Và cái sản phẩm này thì nó ít có nóng, ít có ảnh hưởng tới cây trồng hơn. Đặc biệt là cái bộ giải pháp Champion cộng với Defan Plus của VFC thì đã sử dụng rất là nhiều và hiệu quả. Thì liều lượng là sử dụng 2 gói Champion, 1 gói 300g, 2 gói là 600g cộng với 250ml Defan Plus để mà vừa phục hồi cây mà vừa quản lý được rong rêu, nấm hồng trên cây sầu riêng.